Xin kính chào quý vị và các bạn. Hiện bây giờ tôi đang có mặt ở nhà thờ họ đạo Nha Mân. Nhà thờ Nha Mân ở huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp, thuộc giáo hạt Sa Đéc, giáo phận Vĩnh Long. Chúng ta cùng chiêm ngắm vẻ đẹp của ngôi thánh đường cũng như vùng đất ở đây nhé.